Coca-Cola. Chỗ này Coca-Cola là sẽ Coca-Cola. Chỗ này là cái eo sông, có cái dũng. Đường này đoán là có cá nha. Chà, quần xấu quá. Chắc chà mình xả con hồ lố rồi. Cá to. Wow, biết ngay là chỗ này có cá mà. Thấy chưa? Chà, cá sông nha. To lắm luôn. Không, con này cũng được, con này chắc cỡ 4 lạng. Một con. Cho nó vào túi. Trong cái rủi có cái mây. Pha này nếu giật mạnh quá là xảy cá. Anh dính mép mà. Giật mạnh là rách liền. Này. Một con. Mình xả côn hơi lố. Không sao, không sao. Tuần cá. Tuần cá là tốt rồi. Chàng vàng tới giờ ăn của nó rồi đấy.
Cá gì vậy trời? Cá tập trật à? Cá tập trật trời ơi. Rồi quá ngang cái gà đâu. Chân không lùi bước, chỉ sống đã hy sinh rồi. Trời, cái gì lạ ta? Con cá này. Con cá này sao? Dính con nữa rồi, đừng có sái nha. Hai con liền. Con này nhỏ hơn. Câu chỗ rộng thì mình cứ xả côn, xả bun gì đấy cho nó khó xảy cá lớn, không bị bung dây đứt dây. Địa hình trống mà mình không nên kéo tay đôi với cá. Ý giờ đường này lên cá cả ký nè nên. Được, tối quá rồi, về.
có túc bưởi cao. Câu được 2 con.